tay áo. Rất là to luôn cả nhà, đặc biệt là cái cây kia kìa, bên này nữa này, cây cao thế, chắc cũng phải tầm 20 mét gì đấy. Đây là một cái biển ghi là cây di sản Việt Nam này, và cây này già quá rồi, bị mục hết rồi này. Trà này thì bán thì phải nói là rất là được giá luôn. Giá của cái chè tươi nó đang rất là đắt rồi. Đây có hoa ba cái mẹt đang phơi, em thử xem nó có thơm không nhá. Cũng khá là thơm cả nhà. Bây giờ cái hành trình đi ra khỏi cái thôn này cũng mới là khó này cả nhà này. Nó là đường độc đạo và nó bé. Dốc nó rất là nguy hiểm. Hello, em Vinh xin chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao nhé. Hôm nay thì em Vinh đang có mặt tại trung tâm xã Tả Xìn Thàng thuộc huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Nơi này là một cái nơi rất là cao của huyện Tủa Chùa luôn. Thậm chí là buổi tối ở đây ngủ phải đắp chăn bông rất là dày cơ cả nhà. Mặc dù là hiện tại ở dưới trung tâm huyện thì cũng chưa có lạnh đâu cả nhà ơi. Và đường lên đây thì rất là khó khăn, tại vì đợt này nhà nước đang làm lại đường ấy. Có thể là 2 năm nữa đường nó sẽ ngon hơn. Ở trên này ấy, thì còn được mệnh danh là cao nguyên đá Hà Giang thu nhỏ của tỉnh Điện Biên. Tại vì chỉ có cái xã Tả Xìn Thàng này là có cao nguyên đá thôi. Đá rất là nhiều và nhìn giống như kiểu là cao nguyên đá ở bên Hà Giang luôn đấy cả nhà. Đây, ở trên này còn có một cái loại đặc sản nữa, đó là trà san tuyết cổ thụ sống. Cách đây khoảng 15 cây thì phải. Ở đấy là xã Xín Trải. Bây giờ em sẽ bắt đầu di chuyển tới xã đó để khám phá cái rừng chè cổ thụ nhé cả nhà nhé. Đấy, thì em mời cả nhà theo chân em, chúng ta sẽ đến khám phá cái rừng chè cổ thụ tại Xín Trải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên nhé. Và trên đường đi thì em sẽ quay luôn cái con đường đến đó để cho mọi người cùng xem. Đấy, đường này cũng vẫn còn khá là xa, em mời mọi người cùng theo chân em Vinh nhé. Đây, đường lên trên này đang làm đây là rất bụi này. Bụi bám một lớp dày như này. Đấy, sợ chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển tới rừng trà cổ thụ ở Xín Trải nhá. Đây, mình sẽ di chuyển bằng con đường này. Đường ở trên này khá là bé cho nên là chỉ đủ một cái ô tô đi thôi. Xe máy đi qua thì sẽ phải dừng lại để cho mình đi qua trước, hoặc là
là mình phải chờ cho xe máy đi qua rồi mình mới di chuyển tiếp được, không là nó sẽ gây mất an toàn. Ở trên này do là khá xa nên là có cả trường cấp 3 nhé cả nhà nhé, chứ các em học sinh không cần phải đi xuống dưới huyện để học nữa. Đây là đường bê tông, chắc là tí nữa sẽ kết nối vào cái đường nhựa ở bên kia. Thấy ra là đi cái đường nhựa bên kia luôn, nhưng mà hiện tại đang là phiên chợ nên là đường bên kia tắt đường không đi được, là đi đường này cả nhà. Đấy, đường trên vùng cao đây đi rất là thông thoáng, nhưng mà nó đường hơi bé thôi cả nhà ơi, không có nhiều xe cộ như ngoài thành phố đâu. Hình như là kết nối vào đây. Độ giới hạn tiếp theo 80 km/h. Đường nhỏ như này mà cho đi 80 thôi. Đấy cả nhà ơi, hiện tại em Vinh đã kết nối được cái đường bê tông kia sang cái đường nhựa này rồi. Đường nhựa này sẽ là đường nhựa thông thẳng ra huyện luôn, nó thành một cái hình tròn. Đường hôm qua em Vinh đi thì người ta đang sửa đường nên là đường rất xấu, đi rất khó, nên hôm nay em sẽ đi đường này về. Mặc dù đường này nó sẽ hơi xa một chút nhưng mà đường nó ngon hơn. Đấy là tối qua em đã nhờ được anh chủ nhà homestay trên này dẫn đi xem cái đồi chè cổ thụ rồi, nhưng anh ấy lại bận đi ăn đầy tháng con của cháu anh ấy sao, nên là em Vinh phải tự đi. Đấy, đường này hơi nhỏ nên là mình không đi nhanh được nhỉ, đi nhanh là sợ xe máy nó tới. Sao con đoạn bên này xấu thế. Bên này thì đường lại hơi xấu rồi cả nhà. Em đang hí hửng tưởng đường ngon rồi. Đến đoạn bên này cái đường đã ổ gà ổ voi. Trên kia hy vọng là nó sẽ ngon hơn. Đường này bác nào xót xe thì chắc không nỡ đi. Rừng hay sao cả nhà, cả nhà có thể nhìn về phía trước kia mấy quả núi toàn rừng đó, không có nương ngô mấy. Chỗ này nó vừa sạt lở xong, vừa mới được dọn dẹp.
Tản Ly. Con đường thì rất bé. Xuống đây phải đi số thấp thôi cả nhà nhé. Làng này cả nhà này, không biết là cái bản làng gì nữa. Còn đây có cái máy móc gì đây, nhìn như kiểu người ta chuẩn bị đến phá đá ở cái đoạn đường này thì phải. Thôn Văn Hóa Cáng Tỉ. Đó. Đây là một cái thôn nhìn cũng rất là đẹp. Đây là những ngôi nhà của người Mông ấy cả nhà ơi. Nhà người Mông thì họ làm chủ yếu là làm nhà thấp thôi. Mày bắt đầu leo đèo. Có nhà sàn nhưng mà nhà sàn ít lắm. Tí nữa thì em Vinh sẽ đi luôn đường này về. Trên đường đi thì nó sẽ có những cái cảnh đẹp ở trên đường. Mọi người cùng xem với lại em nhé. Là nếu đi về dưới trung tâm huyện ấy thì mình phải đi ngược lại cái con đường này để đi đường quốc lộ, nhưng mà cái đường đấy bây giờ nhà nước đang sửa nên là khó đi lắm, bây giờ đi nó xót xe cho nên là đi đường này nó ngon hơn. Bên này có cao nguyên đá này. Bên này rất nhiều đá cả nhà. Muốn xây nhà bằng đá cũng được. Đây có mấy em học sinh đi học về. Mình đang đi đường này là coi như đi vào rừng đấy cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy những cái dãy núi đằng trước kia toàn rừng luôn. Và đường thì một bên là vực, một bên là núi. Rất là nguy hiểm.
cả nhà có thể thấy cái công việc đi làm YouTube của bọn em cũng rất là khó khăn. Mỗi chuyến đi quay chợ phiên như thế này cũng lành ít dữ nhiều cả nhà. Cũng chỉ hy vọng là có được những cái clip hay cho cả nhà cùng xem thôi. Rất là mong cả nhà xem video ủng hộ cho chúng em ạ. Đường dốc thế, xín chả đi thẳng. Háng là rẽ phải, háng là thì đường cấp phối, xín chả thì đường nhựa. Ở bên này có một cái trung tâm xã thì vậy. Mình đã bắt đầu thấy những cái ngôi nhà xây. Đường này là phải xe gầm cao cơ cả nhà. Xe gầm thấp thì đi đường này là không ổn. Tại vì đường rất là gập ghềnh. Trải đây rồi, mình đã đến trung tâm xã Xín Trải, ủy ban Xín Trải này, Hủy Lóng này, đi thẳng thì ra Hủy Lóng. Có lẽ là mình sẽ phải đi hỏi đường. Anh ơi, cho em hỏi đường đi cái rừng chè cổ thụ đi đường nào đấy? Cái chè cổ thụ anh đi thẳng à? Đi đường này nhưng mà đi đến ở trên kia có một ngã ba đường bê tông, cũng cách đây khoảng 2 cây 3 cây thì anh đi theo đường nhựa, đi vào trong rừng sau trong kia. Dạ vâng cả nhà ơi, em vừa hỏi được đường đi ra rừng chè rồi ạ. Còn cách đây khoảng 7 cây nữa. Đường là đường bê tông như này ạ. Xã ở trên vùng cao này họ cũng xây dựng khá là kiên cố, khá là đẹp.
À, đây em Vinh đã thấy những cái cây chè rồi cả nhà ơi. Đây trước mắt chúng ta đây là những cái cây chè cổ thụ đây này. Đấy, phía bên phải này cả nhà này, đây đây. Những cây trà cổ thụ này rất to luôn. Nhưng mà mình chưa tới chỗ mà có nhiều trà cổ thụ của nó. Còn cách đây khoảng chắc tầm 6 cây nữa thôi. Mình đã đi từ trung tâm xã vào được khoảng 1 cây rồi. Đường thì nó hơi bé, vì đến đây là đường bê tông liên thôn ấy, nên là hơi nhỏ. Buộc là phải đi từ từ thôi. Đây có một cái ngã ba này. Thôn Hấu Chua, quần thể cây chè di sản cách đây 5 cây nữa. Còn rẽ trái là đi thôn Háng Khúa, cánh đồng mâm ngọc. Úi dồi, đẹp đấy nhở. Đường đến đó là đường nhựa, đường rẽ phải này là đường bê tông. Úi, đường này có vẻ hơi xấu đấy cả nhà. Chiếc xe máy của người dân ở trong này để đến đây thì nó sẽ tiện hơn. Đi ô tô thì cũng là quá tội.
cây chưa? Từ ngoài kia vào đây 5 cây, ngoài xã vào 7 cây. Đây có những cái biển bé bé mà người dân người ta tự cắm, không biết là làm gì được. Cấm vứt rác núi Tình, Trung Khoa. Cấm vứt rác à? Ai lại lấy rác vào đây vứt được? Ôi dồi ôi, đường nó ghê thế. Đường này mà có hai cái ô tô tránh nhau đứng chả tránh được. Tránh xe máy đã khó rồi. Chắc là sắp đến rồi đấy cả nhà. Nhà xây rồi, chắc là nhà trường. Ở trong này có một cái thôn, cháu học sinh đang chơi. Cái trường gì đấy nhưng mà hình như bỏ hoang rồi cả nhà. Bây giờ thông thường các cháu học sinh sẽ đi học ở xã thay vì là học ở phân hiệu nhỏ như này. Đây thì có một cái nhà sàn rất là đẹp đây rồi. Dạ vâng cả nhà ơi. Như vậy là em Vinh cũng tới được cái bản làng mà có cái cây trà cổ thụ rồi. Đấy, ở đây thì em thấy bà con phơi trà ở đây sao ấy. Và cũng không thấy có nhiều trà cho lắm. Đây, chỉ có một cái vườn này thôi. Không biết là còn có cái vườn trà nào nữa không. Đến đây là cụt đường rồi cả nhà.
Đây có ba cái mệt đang phơi trà. Cái này là trà kiểu trà sống, trà cổ thụ đấy cả nhà. Cái này làm trà Phổ Nhĩ thì ngon này. Em thử xem nó có thơm không nhá. Cũng khá là thơm cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi xem qua những cái cây trà cổ thụ ở đây nhá. Và phải nói là rất là to luôn cả nhà, đặc biệt là cái cây kia kìa. Bên này nữa này. Cũng không nhiều cho lắm cả nhà. Có một vườn này thôi. Thử hỏi mấy em nhỏ này xem còn có cái rừng nào nữa không. Đây, trà cổ thụ ở đây là nếu như mà ai mà muốn hái xuống để sao trà ấy, thì là bắt buộc phải leo lên trên để hái, hoặc là phải chặt xuống dưới gốc này, xong là sẽ có một người nữa ở dưới hái. Cây cao thế, chắc không phải tầm 20 mét gì đấy. Đây là những cái cây chanh mà con trồng này. Đây là một gia đình người Mông. Chào cô nhá. Xin chào. Đây là một cái biển ghi là cây di sản Việt Nam này. Mình thử hỏi cái bạn trên này xem ở trên này còn có cái vườn nào nữa. Chào em nhé. Em ơi, cái này là vườn nhà mình à? À em. Đây vườn tre nhà mình à? À, vườn bố đấy. Vườn của bố à? Hả? Vườn của bố em à? Bố vợ em. À bố vợ à? Vâng. Nó chỉ có từng này thôi đúng không em? Ừ. Có còn vườn tre cổ thụ nào nữa không? Tre á? Ừ. Thế là không có chứ, ở đây thôi chứ. À thế à? Ừ. Thế tức là cả cái thôn này chỉ có chỗ này có thôi đúng không? Vâng, chỉ có chỗ này thôi. À. Ở bên ngoài kia có, nhưng mà bên kia nó có ít. Ở ngoài xã kia có mấy cây đúng không? Ừ. Trà này cũng đang không phải mùa thu hoạch hay sao nhỉ? Hiện tại cũng đang là 12 giờ kém rồi. Mình thử đi sang đây mình xem hôm qua một chút. Thôn này cũng ít người thôi cả nhà. Chắc là khoảng chục hộ gì đấy thôi. Đây được nhà nước làm cái bia này đánh dấu. Ồ, cũng nhiều đấy, cây to lắm này. Cái này nó bị chặt ra, bị gãy ra, nhưng mà trên này nó đã dính vào nhau rồi và nó vẫn sống. Wow, cây này già quá rồi. Bị mục hết rồi này. À, cũng đang có búp đấy cả nhà. Đang có búp này. Trà này thì bán thì phải nói là rất là được giá luôn. Giá của cái chè tươi nó đang rất là đắt rồi, khoảng 50.000 đến 100.000 một cân rồi. Đây chắc là bố của cái bạn vừa rồi. Ở đây là họ cũng làm đường đi lại ở phía bên dưới gốc cây chè đấy cả nhà. Chắc đâu đấy khoảng độ 100 cây gì đấy. Đang vụ trà này. Mọi người có thể thấy là
những cái búp non, những cái đọt non đang trổ rất là nhiều. Bây giờ trèo lên hái này, sao chè thì cũng được khá nhiều đấy. Cái này chắc là phải từ thời các cụ để lại. Đây là nhà sàn của chủ nhà, nhìn nhà rất là đẹp. Chào cháu. Bố mẹ đâu? Có biết nói không? Có biết nói tiếng Kinh không? Ô, nhà đẹp đấy nhở. Bên dưới này có một cái nữa này. Đây hình như là họ sẽ làm cả homestay luôn đấy cả nhà. Kiểu như là ai đến đây thăm vườn trà thì có thể nghỉ lại đây luôn. Cái nhà dưới này làm rất là đẹp này. Mình quay lại nè. Nếu mà tính về cái số lượng cây thì là trà cổ thụ ở đây cũng không có nhiều cây bằng ở bên Hà Giang hay là bên Lào Cai, Yên Bái đâu cả nhà. Còn là nếu mà cả nhà nào muốn thưởng thức cái món trà san tuyết cổ thụ hoặc là mua chè tươi về để làm chè thì có thể là lên trên này để đàm phán nguyên liệu với lại bà con ở trên này nhá. Dạ vâng cả nhà ơi, như vậy là em cũng vừa có một chuyến hành trình từ trung tâm xã Tả Xìn Thàng tới được cái thôn có cái cây trà cổ thụ rồi cả nhà. Cái tên thôn này thì em cũng quên mất rồi, chỉ nhớ là nó thuộc xã Xín Trải thôi. Đấy, có hai chị em này vừa mới đi chợ về này. Bây giờ em quay trở lại trung tâm xã đó, xong là tí nữa di chuyển đi về thì em sẽ xem lại xem là đi đường nào nó sẽ thuận tiện hơn và nó sẽ dễ đi hơn. Chưa đi đường hôm qua em lên đây thì khó quá, nó toàn là kiểu đang làm đường ấy nên là nó bụi lắm và sóc nữa. Bây giờ cái hành trình đi ra khỏi cái thôn này cũng mới là khó này cả nhà này. Nó là đường độc đạo và nó bé, bé và nó dốc, nó rất là nguy hiểm. Đi vào nó là khó rồi, đi ra nó cũng càng khó hơn. Đấy, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay của em nhá. Lát nữa mà có những cái chỗ nào mà đẹp thì em sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem nhá. Bây giờ thì em hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của kênh Tôi Người Vùng Cao ạ. Bye bye cả nhà ạ.